Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác tiếp tục đến với lại kênh Thảo Dược Ngày Giao. Hôm nay nhân tiện tôi băm thuốc tắm cho vợ tôi thì tôi sẽ gửi lại cho các bạn một số cái hình ảnh về những cây thuốc tắm các bác nhá. Mời các bác theo tôi. Trước mắt đây là một số những cây thuốc mà đồng thời là thuốc tắm và thuốc để sắc uống, hoặc là mình sắc cái nước thuốc này cho vào hầm gà, hầm xương, hầm thịt. Đấy, cây này là cây bổ xương khớp, còn cây này là cây bổ máu. Đấy, thông thường thì chị em phụ nữ sau sinh thì bị mất máu khá là nhiều, cho nên là đây là cái thành phần không thể thiếu trong cái bài thuốc tắm cũng như là bài thuốc bổ huyết cho phụ nữ sau sinh. Vâng, thì như cái video trước mà tôi đã có nói qua thì gia đình tôi vừa đón thêm hai thành viên mới. Đấy, hai bạn sinh đôi, một trai và một gái. Cho nên là về cái thuốc này thì là không thể thiếu đối với người dân tộc Dao chúng tôi. Chúng tôi có thể dùng những cây này để hầm gà, hầm xương, hầm chân giò, các loại hầm thì chúng tôi dùng cây này là những cây thuốc rất tốt. Đồng thời những cái cây này là có thể dùng để tắm. Và vừa nãy ở bên kia thì tôi quên giới thiệu cho các bạn cây thuốc này, những cái vị thuốc mà tôi đã băm gần xong rồi thì tôi mới nhớ ra là cần phải lưu lại. Đây, vừa nãy là ở đây một hẳn một khu luôn thì tôi băm ra được một tí tẹo này thôi. Đây chỉ là khoảng hơn 10 loại thôi. Vâng, hơn 10 loại thuốc ở đây tôi đã băm nhỏ rồi. Hơn 10 loại thì có thể kể đến ví dụ như là cây địa thông này, đấy, địa gián này, địa chủn này, chiềm trong này, cây cỏ máu này, đây là cây cỏ máu này. Đấy, với lại hầu hết những cây thuốc này là chỉ có là người dân tộc Dao chúng tôi có tên gọi thôi, chứ còn tiếng phổ thông thì tôi không biết tên gọi của những cây thuốc này nó như thế nào. Ví dụ như là cái cây cỏ máu này thì tôi biết là đây là tôi cũng đọc qua sách vở, đồng thời là được tham khảo những cái video ở trên mạng thì tôi mới biết đây là tên gọi cỏ máu, chứ còn thật ra người địa phương chúng tôi không gọi cây này là cây cỏ máu mà chúng tôi gọi là cản giam hay. Đây, tôi vừa thái ra vừa băm xong nó như thế này. Đấy, một phần tôi phơi phơi tầm này để mà hầm kết hợp với lại một số cây khác như là cây sâm, đương quy. Đấy, với lại khá là nhiều cây. Đấy, những cái cây này này, hầu hết những cái cây thuốc tắm của dân tộc Dao chúng tôi thì bên cạnh dùng để tắm thì còn có thể dùng để sắc uống, hoặc là sắc nước để mà đun hầm chân gà đều được hết. Đấy, bởi vậy nên là tôi sau khi mà làm xong, đây, băm xong cái cây cỏ máu này thì tôi lấy một phần nhỏ phơi để cho nó ráo ráo đi. Đấy, khô một chút, xong là hầm với lại là gà. Còn lại cái phần này thì tí nữa tôi sẽ bỏ vào đây. Đấy, bỏ vào đây, đây là khoảng hơn chục loại rồi. Bỏ vào cái này để mà đun nước tắm. Đấy, chúng tôi thì có thể một cái đây, một cái liều này thì chúng tôi tắm là chia ra làm 3 lần tắm. Đấy, 3 đêm tắm liên tục ấy. Đấy. Đây, còn cái này là cây mà chúng ta gọi là cây thông thảo đấy các bác. Đó, cây thông thảo này chúng tôi, người dân tộc Dao chúng tôi gọi là cây xì quang. Đấy, thường thường hôm trước tôi có tham khảo ở trên mạng thì chỉ sử dụng một số nơi chỉ sử dụng cái phần lõi màu trắng này thôi để mà làm thuốc lợi sữa hoặc là chữa tắc tia sữa ấy.
Tuy nhiên thì người giao chúng tôi là dùng cả đấy, dùng cả thân này. Đây. Đấy, dùng cả thân này nhé các bác nhé. Đấy, chữa bị tắc tia sữa này, chúng ta dùng cây thông thảo này. Với lại bị thiếu sữa, chị em mà sữa không đủ cho con bú thì chúng ta lấy cây thông thảo này để mà sắc uống hầm gà, hầm chân giò. Đồng thời thì bên cạnh cái việc hầm chân giò thì chúng tôi cũng có thể là đun nước tắm. Đây bây giờ là cả một cái khu này là tôi đã kết hợp rất là nhiều rồi. Đấy, đây là một loại, đây là loại thứ hai này. Đấy, còn đây còn cái loại này này các bác này. Cũng rất là tiếc, vừa nãy tôi quên mất là không lấy ra từng loại một. Đây các bác, đây hình cánh bướm này, lá của cây này hình cánh bướm giống như kiểu là cây lá của cây ban ấy, nhưng mà nó không phải, nó là một dạng dây, một dạng dây leo. Đây này các bác này. Đây, cây này thì bị phù này, bị khát miệng này, thì chúng ta đun cây này để uống. Đấy, bị táo này, chúng ta cũng có thể dùng cây này uống. Tất tần tật chúng tôi bỏ vào đây hết, còn lại nữa rất là nhiều. Đây, tôi sẽ tìm cho các bác xem cái cây. Còn một cây nữa là cây cụ tản hay dịch ra, nó chính là cây chó chết đấy. Đấy, dùng cho hậu sản cũng rất là tốt. Nó có cây ba lá, giống như kiểu cây ba trạc ấy. Đấy. Đây là một cái cây mà tôi đã giới thiệu cho các bác biết, giống như lá của cây này giống như lá lốt đấy các bác. Đấy. Này. Nó có từng đốt từng đốt. Ngày trước tôi đã có cái video lên rừng giới thiệu cho các bác biết rồi đấy. Thì tôi cũng rất là xin lỗi bác là vừa nãy tôi quên mất, không nhớ ra, nên là tôi bám hết cho vào đây rồi. Đây là một cái thành phần để mà chữa rất là nhiều loại bệnh, ví dụ như là bệnh đau dạ dày này, đấy, một vị không thể thiếu đối với mà bệnh dạ dày này, bệnh xương khớp này, đấy, chị em phụ nữ nhiều nơi ấy, các bác ở miền Trung ấy, hay hỏi gọi điện hỏi xem sao lại chị em phụ nữ ở miền ngược này lại khỏe thế. Đấy, các bác hay đi lên trên này du lịch, lên trên miền núi này du lịch thì thấy ở đằng sau trước ngực thì đeo con nhỏ, còn sau lưng thì còn gùi hẳn những cái gánh củi nó rất to lớn, hỏi tại sao lại khỏe thế. Đấy, mình không biết, nhưng mà chỗ mình thì khoảng mình ở kiêng cứ một tháng, xong tháng sau là có thể đi làm lại bình thường. Đấy là việc kiêng thôi, còn không kiêng thì khoảng 7 ngày là 7 ngày đến chục ngày là có thể đi làm bình thường rồi. Đấy, ngày xưa là như thế đấy, còn bây giờ thì tháng hơn tháng mới phải đi làm. Đấy, tất cả là nhờ vào những cây thuốc ở trên rừng này. Đây là những cây thuốc, những cái vị thuốc trong bài thuốc tám của người dân tộc Dao chúng tôi. Ở trong này nó còn có cây ba chạc nữa. Cây ba chạc là cái công dụng là để chữa bệnh ngứa. Đấy. Chung quy lại là ở trong cái đống thuốc này thì nó có rất là nhiều những cái thành phần. Có loại thì để bổ máu, bổ huyết. Có loại thì chống phù nề, giảm sưng. Có loại thì chống táo bón. Đó. Có loại thì chữa đau lưng. Thường thường là những cái người nào mà không sử dụng cái này thì sau sinh khoảng về sau này ấy, nghe các cụ bảo là sau này hay bị đau lưng, nên là ngày xưa không được tắm cái lá thuốc này. Thì khi mà các bác được tắm lá thuốc này thì về sau thì các bác cứ yên tâm là không bao giờ bị chứng đau lưng hoặc là bị lạnh chân, lạnh tay. Đó. Đấy là một chút cái thông tin tôi muốn giới thiệu gửi cho các bác
cũng biết thôi. Còn bây giờ thì tôi tiếp tục công việc của tôi, để tối nay còn có một cái nồi thuốc đặc biệt cho vợ tôi. Nếu các bác thấy clip này hay thì đừng quên để lại cho tôi một like và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Và các bác có nhu cầu về thảo dược của người dân tộc Dao thì vui lòng liên hệ cho tôi về số điện thoại 0374988027. Thứ nhất có cây cỏ máu. Đó. Cỏ máu thì nó vừa tăng cân, vừa lợi sữa, vừa chữa xương khớp. Có cây huyết đằng này. Đấy, có thuốc dạ dày này, thuốc xương khớp này, thuốc tắm này, sau sinh này. Đấy, nói chung là có rất là nhiều loại thuốc. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ cho tôi. Có sâm đương quy này. Đấy. Có nhu cầu liên hệ cho tôi số điện thoại là 0374988027. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều.